Vâng, xin chào các bác. Trong video tiếp theo thì em sẽ tiếp tục giới thiệu với các bác cái cách để chúng ta nắp cũng như là ghép những cái treo những cái bạt lên đó, mà những cái bạt lắp dựng, tức là ghép những cái bạt đa năng vào những cái khung đa năng như thế nào. Và bây giờ em mời các bác theo em. Vâng, thì đây các bác nhé, thì sau khi mà chúng ta lắp dựng lên những cái khung đa năng rồi thì nếu như với cái khoảng cách hoặc cái không gian kèo này nó rộng đâu đó 5 mét như thế này, thì chúng ta phải cần có những cái sự hỗ trợ của những cái dây căng này để cho chúng ta được cái mặt bằng. Thì đây các bác nhé, đó, sau khi chúng ta lắp dựng lên xong những cái khung rồi thì chúng ta nên có cho mình những cái dây. Nó là những cái dây gì ạ? Có thể chúng ta sử dụng những cái dây thừng như thế này cũng được, hoặc là nếu tốt nhất thì chúng ta trong cái điều kiện cho phép thì chúng ta tìm cho mình những cái dây nó không co giãn thì tốt hơn. Thì chúng ta cũng hãy căng như thế này để cho chúng ta được một cái giá đỡ nhất định. Nhưng mà nếu như chúng ta mà không có những cái dây này thì thực ra với một khoảng cách khá rộng như thế này thì nó cũng rất là khó cho chúng ta để chúng ta căng hay là chúng ta chăng mạt làm sao để cho nó, nếu nó tránh võng thì đây chính là cái câu chuyện mà chúng ta có những cái dây này. Những cái dây này thì chính là những cái tạo xương các bác nhé. Thì sau khi mà chúng ta chăng những cái dây này xong thì chúng ta sẽ kéo cái phần mạt ra. Thì trong cái video này thì em sẽ giới thiệu cho các bác cái phần chúng ta lắp dựng những cái phần mạt đa năng. Vì sao này em lại nói cái phần mạt đa năng? Bởi vì cả đây nó chính là cái phần bạt mà nó không thiết kế chuẩn cho một cái khung này. Bởi vì sao ạ? Bởi vì đây nó làm cái khung đa năng rồi thì cái câu chuyện là có thể chúng ta sẽ mở nó ra đến 4,5 mét thì nó không sao, chứ còn nếu như khi mà chúng ta mở ra đến 7,5 mét thì là nó phải cần cái số lượng mét vuông lớn lên rất là nhiều, đúng không ạ? Thì cái kích thước của cái bạt nó cũng khác rất là nhiều. Thì ở trong cái video này em sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bác cái cách để mà chúng ta ghép làm sao. Đó, ghép làm sao để mà khi mà chúng ta ghép bạt vào, nắp bạt vào một cái khung nó 4,5 mét thì chúng ta nắp như thế nào, hoặc 5 mét, 6 mét thì chúng ta nắp như thế nào, và co giãn ra đến 7 mét thì chúng ta nắp như thế nào. Chúng ta dát làm sao để cho nó đúng quy trình, để cho nó dễ làm, tiện, và cái câu chuyện quan trọng hơn đó là gì ạ? Đó là nó phải đẹp. Và hơn thế nữa là nếu như mà thời tiết mà nó có khắc nghiệt, mà nó có mưa thì nó cũng không đọng nước. Ở đây các bác nhé, thì với một cái khung đa năng thì đương nhiên là chúng ta cũng cần lắp cái hướng dẫn cho các bác cái cách để chúng ta ghép các bạt đa năng. Thì các ghép bạt đa năng thì sao ạ? Thì chính là cái câu chuyện là một cái khung bạt thôi, chúng ta phải ghép nhiều cái phần bạt vào để cho nó được một cái mái đẹp, một cái mái an toàn, một cái mái không đọng nước. Thì đây, đây là một cái cạnh các bác nhé, đây là một cái cạnh ạ. Thì với những cái bạt mà bên em thiết kế sẵn thì đã có những cái phần lỗ như thế này, cũng vừa là cho chúng ta có những cái điểm chúng ta xỏ cánh khuy này, cái phần để chúng ta xỏ dây vào. Cái thứ hai là cái khuy này cũng chính là cái để cho chúng ta nó không bị xé cái bạt của chúng ta ra. Thì đây, các cái phần khuy này thì để mà cho chúng ta được một cái bạt căng nhất có thể thì chúng ta hãy buộc như thế này. Đây ạ, đây là cái cách mà bên em hướng dẫn cho các bác buộc nhé. Thì đây, bác hãy buộc như thế này. Đây ạ, đó. Thì nếu như mà để chúng ta có được cái mặt bằng cũng như là cái độ căng nhất có thể thì các bác đây, tất cả các cái điểm này các bác hãy buộc dây vào giúp em. Cũng như là cái cạnh này thì cái cạnh đầu hồi nó cũng vậy thôi. Thì đương nhiên là cái phần là bạt chúng ta ghép bạt đa năng thì nó cũng sẽ có ở trong cái video này, thì em sẽ hướng dẫn các bác có cái phần thừa và có cái phần đủ. Thì đây, những cái cạnh đủ cho cái cạnh này cũng vậy thôi các bác nhé. Đây, những cái đủ của cạnh này thì một cái cạnh này, cạnh đầu hồi này cũng vậy thôi. Chúng ta hãy buộc vào những cái khuy này, chúng ta hãy buộc ghi vào các cái phần khung ở trên như thế này. Đây ạ, đây các bác nhé. Đây, thì đây là cái cách mà thợ bên em sẽ hướng dẫn cho các bác buộc như này các bác nhé. Đây, với những cái khuy có sẵn rồi thì đây, chúng ta hãy có những cái dây chúng ta buộc vào như thế này. Đó, thì khi một bên này chúng ta đã buộc được chắc như thế này rồi thì đương nhiên những cái cạnh khác, những cái góc khác thì nó cho phép chúng ta kéo một cách rất là thoải mái. Đó, kéo một cách rất là thoải mái, không còn gặp phải cái tình trạng mà chúng ta sợ rằng chúng ta kéo ở một cái góc nào đó, một cái cạnh nào đó quá căng thì cái góc bên này nó lại bị tụt ra, đúng không ạ? Thì vẫn là cái câu chuyện của cái bạt đa năng cho khung giạp đa năng. Thì đây chính là cái gối nha các bác nhé. Đây ạ, đây em đứng ở trong cái khoang này, em soi lên đó, ngoài trời đang nắng thì cho các bác nhìn được một cái góc nào đó. Khi mà chúng ta nhìn thấy đó chính là cái phần bạt ở bên tay phải em đang vươn sang bên kia, thì chính là cái phần
đậm này, còn những cái phần mà bạt một thân, một lượt một, với một lần thôi thì nó còn đang có cái độ sáng này, thì đây chính là cái độ gối các bác nhé. Bởi vì em đang cho các bác nhìn ở phía trong bạt, chúng ta nhìn lên đây, còn quay sang bên góc này thì ở đây là chúng ta có một góc nhìn khá là cụ thể. Thì đây chính là cái độ gối, thì với một cái không gian đây, với không gian 7,5 m thì chúng ta cần cái dạp để ghép vào, thì các bác ghép như này nhé. Thì đây cái phần này thì chính là cái phần bạt phía dưới các bác nhé. Phần bạt phía dưới bên kia vươn sang thì tất cả với tất cả những cái khuy này đó, để cho nó được cái độ căng tuyệt đối thì chúng ta hãy buộc dây vào những cái khuy này và chúng ta kéo sang bên cái cạnh sườn bên kia đó, kéo sang cái sườn bên kia đây đó, tất cả những cái cánh này chúng ta kéo sang cái sườn bên kia thì nó sẽ cho chúng ta được một cái mặt bằng tuyệt đối luôn đây ạ. Đó thì cứ mỗi một cái cánh sườn này chúng ta buộc lên đây, chúng ta lại kéo sang sườn bên kia thì nó cho chúng ta được một cái mặt bằng tuyệt đối luôn. Thì chính cái sườn này đúng không ạ, chính cái phần dây sườn này thì nó cũng lại là một cái, nó tạo ra một cái xương để nó đỡ cho cái phần mặt này đúng không ạ. Thì trong cái video này và đặc biệt là với cái không gian này thì vì sao mà bên em lại ghép cái dạp như thế, ghép cái phần mặt lên trên như này, mặc dù nếu như em xoay dọc ra thì có thể cái bạt này nó đã vừa với cái không gian ngang của cái khung dạp này. Nhưng trong video này thì em muốn cho các bác một cái góc nhìn khác đúng không ạ. Chứ nếu như mà khi các bác đi làm sự kiện mà các bác đâu đó các bác chỉ nắp một gian thôi với cái bề ngang tầm độ 5 m thì hoặc 5,2 m gì đó, thì các bác chỉ cần xoay dọc cái dạp cái bạt này ra thì nó đã vừa cái khuôn này rồi. Thế nhưng trong video này thì em muốn cho các bác những cái trải nghiệm, những cái tình huống nó khó khăn hơn. Đó là gì ạ? Đó là vì sao mà bên em lại để thừa là mấy chục phân như thế này. Thì đây chính là cái câu chuyện là khi mà các bác muốn nới rộng cái không gian ra, thì các bác, hay là nói cho đúng ra thì các bác muốn nới thêm cái gian, thêm một gian nữa cho cái không gian nhà giạc này. Thì ở đây chính là cái phần đó, đây chính là cái phần bạt là tiếp tục giao nhau sang cái bên cái khung bên để cho cái phần tiếp giáp giữa gian này và gian kia nó cũng sẽ không gặp cái tình trạng đọng nước hay là ngấm nước rồi thì là dột nước xuống dưới. Vậy tiếp tục chia sẻ về cái câu chuyện đi căng dạp và căng những cái bạt đa năng lên cái khung đa năng. Thì các bác nhé, thì đây là trong cái lúc mà công nhân bên em vẫn đang trong quá trình là kéo bạt đó, thì em đứng ở một cái góc này, em chỉ cho các bác này đó. Bất kể một cái bạt nào cũng vậy thôi, hoặc là khi chúng ta đưa lên một cái khung đa năng nào cũng vậy, thì chúng ta sẽ cố gắng là chúng ta cái bạt đầu tiên hay là cái bạt thứ hai cũng vậy thôi, chúng ta sẽ phải ke được ở hai cái cạnh để chúng ta buộc được chắc, đúng không ạ. Như cái bạt em đang chỉ cho các bác đây thì nó một cái cạnh dọc và một cạnh ngang thì là đều hai cái cạnh để chúng ta buộc được chắc. Thì đương nhiên khi chúng ta buộc được hai cái cạnh này chắc rồi thì cái phần còn lại chúng ta sẽ thao, chúng ta kéo làm sao cho nó đủ căng thì thôi đấy ạ. Thì đây chính là với cái bạt cụ thể như cái bạt này, thì đây cái phần bên này thì chính là cái phần đây này, đây các bác này, và cái phần để cho chúng ta kéo cho nó căng đó, đây các bác nhá, đó. Và đương nhiên rồi, thì với những cái phần gối như phía dưới ở bên kia thì em cũng đã chỉ cho các bác là cách để chúng ta làm cho nó căng, thì chúng ta buộc những cái dây vào và chúng ta kéo nó thẳng xuống cái biên như thế này, thì cái phần bên này cũng vậy thôi, với cái bạt phía trên này chúng ta cũng buộc dây thừng vào những cái khuy ở cái thân bạt phía trên kia, và chúng ta cũng kéo căng xuống dưới cái khuy này các bác nhé. Đó thì các bác cứ làm đúng và đủ các cái quy trình mà em đã hướng dẫn, cũng như là chúng ta kéo cho thật căng, thì đó là cái câu chuyện mà chúng ta sẽ loại bỏ được cái tình trạng là bạt của chúng ta nó không được căng. Cái thứ nhất, cái thứ hai là chính là vì cái câu chuyện là chúng ta không kéo được bạt căng thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là đọng nước, hoặc là nếu như mà không may cái thời tiết nó khắc nghiệt mà chúng ta gặp những cơn mưa to thì nước nó không thoát đi kịp, thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng là đọng những cái ổ nước lớn, thì cũng có thể cái nguy cơ là những cái ổ nước lớn đó nó sẽ bị tràn vào trong cái không gian giạc của chúng ta đó. Thì nếu như mà các bác mà là những nhà giạc chuyên nghiệp rồi thì em nghĩ rằng cái câu chuyện của em hôm nay, những gì em nói thì các bác hãy nếu như em còn đang thiếu sót thì cũng mong các bác hãy tiếp tục bổ sung giúp em đó. Còn nếu như mà những nhà giạc mới bắt đầu đó, là những nhà giạc mới bắt đầu bước vào nghề, thì các bác hãy xem kỹ những cái quy trình về xử lý cũng như là nắp bạt lên một cái bộ khung giạc, nắp bạt đa năng lên cái khung giạc đa năng,
và cái cách xử lý làm sao để cho nó không đọng nước và cho nó căng, đúng không ạ? Và đẹp về thẩm mỹ và an toàn về về cái thời tiết khắc nghiệt. Đó. Thì các bác hãy xem kỹ cái video này giúp em. Đó, còn nếu như các bác thấy video này hay thì hãy cho em một like, một chia sẻ cũng như hãy đăng ký kênh để tiếp tục được theo dõi cũng như xem được các video tiếp theo của cái hành trình là hướng dẫn lắp và cái khung giảm cũng như là trang trí cái không gian giảm bên em. Cảm ơn các bác.